chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Thông tin Ngô Dược Phàm chính thức bị bắt giữ hôm 16 tháng 8 khiến netizen trong và ngoài nước xôn xao. Sụp đổ bìm leo, từ sau khi tài tử họ Ngô bị bắt giữ thì hàng loạt những thông tin bất lợi bủa vây nam ca sĩ. Theo đó thì Ngô Dược Phàm bị tố đã từng có vợ có con riêng, thậm chí đứa con là nhờ người để thuê. Tuy nhiên những thông tin trên còn nhiều nghi hoặc và chưa được xác minh. Mới đây thì mạng xã hội rầm rộ lan truyền tin đồn phòng chat khiêu dâm của Ngô Dược Phàm có hẳn kho tài liệu gồm clip hình ảnh lên đến 400GB. Nguồn tin này còn cho biết cựu thành viên nhóm EXO đã thành lập một phòng chat riêng tư gồm bạn bè, nhân viên và những gương mặt thân quen của giới nghệ sĩ. Ở đây họ bàn tán về phụ nữ, đưa ra những tiêu chí chọn đào bằng lời lẽ dung tục. Bên cạnh đó thì trên các trang mạng xã hội Trung Quốc có nhiều tin tức cho biết cảnh sát đã phục hồi lại những đoạn clip ghi lại cảnh Ngô Dược Phàm cưỡng hiếp các cô gái trẻ. Tuy nhiên những thông tin vẫn chưa được cơ quan chức năng ra thông báo chính thức. Nếu đây là sự thật thì quả thật hành vi suy đồi đạo đức của Ngô Dược Phàm trời không dung đất không tha. Trước đó thì hot girl Đỗ Mỹ Trúc đã đứng ra tố cáo bị người quản lý của Ngô Dược Phàm dụ dỗ đến nhà riêng của nam ca sĩ với lý do tuyển chọn nữ chính cho MV ca nhạc. Tại đây cô bị nam ca sĩ chuốc rượu sau đó thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.